Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên là cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nhá. Hôm nay đây, em lâu lắm rồi không làm review về hộp số. Thì hôm nay làm một cái đơn hàng, một cái bán cho anh trai ở trong Cà Mau. Đó là anh Quang. Anh Quang, anh ấy ở Cà Mau, thành phố Cà Mau ấy. Anh ấy có ra ngoài này thì anh ấy mua đồ, mua xe ấy, thì anh ấy qua chỗ cửa hàng em mua một cái hộp số này về để lắp vào con máy V8 Mitsu 8DC11. Thì anh ấy mua cái số này để lắp vào con máy đấy. Thì anh mua về để hút cát. Thì anh mới muốn đấu cả số cả máy ấy. Thì anh ấy đã mua máy rồi, trước đây mua máy rồi, và bây giờ ra đây mua, tiện ra mua xe để mua luôn cái số này về để lắp vào cái con máy 8DC11 để hút cát ở nhà của anh ý ấy. Thì đây là con số M10-3. Con này là nó gồm, nó có 6 số tiến và một số lồi nhá, là 7 số nhá anh em nhá. Số thì cái dòng số này thì nó rất là phổ biến rồi. Nó anh em nhìn thấy con ở con máy V nào, xe ben, xe thùng nào thì cũng là cái số này hết. Máy V, máy 15 tấn với máy V8 ấy của Hyundai với Mitsu đều là số này nhá. Thì cái số này nó cũng rất là phổ biến, là nói chung là số này thì nó là từ những cái năm trước rồi. Giờ số rất lâu rồi. Nhưng số này là số em nhập từ bên số bãi mang từ bên nước ngoài về. Vì thế mà cái giá trị sử dụng của nó còn rất là cao và bán bảo hành cho anh Quang ở Cà Mau luôn. Thì đây là em sẽ quay qua một vòng con số này cho anh em này. Đây, số nó là số M10-2 này, -3 này, tất cả đều là số này, có lốc ở lúc nó ghi này. Số này nó là đấy, cái số này là lắp vào con máy Hyundai V8 ấy anh em. Đây, tất cả số bãi này, tất cả giờ những cái đồ đạc của nó vẫn còn rất là đẹp và bảo hành luôn. Có thể về cho anh Quang anh ấy mở ra và kiểm tra bảo hành luôn. Có vấn đề gì đổi một luôn nhá. Đây. Số này nó chỉ qua thế này thôi anh em. Thường thường là anh em chạy hút cát ấy, người ta chỉ lấy nguyên cái bộ côn này thôi để cắt côn này anh em ạ. Chỉ lấy nguyên bộ côn này để cắt côn thôi. Nhưng đây là mình ấy, mình anh em người ta người ta mua cả hộp số này về để lắp vào đấu ra cái con máy hút cát thì nó cho nó nhẹ nhàng hơn đấy anh em, nó nhẹ nhàng hơn đây nhá. Số thì tất cả nó chưa mở lắp đâu, tất cả còn nguyên hết này, chưa mở lắp. Nói chung là số đẹp luôn nhá anh em nhá. Đây, đít số rồi vẫn còn nguyên này. Thực ra cái số này nó cũng chả có gì để mình kiểm tra được, quay êm ái là được thôi. Thì như vậy là cái đơn hàng quay cái review cái hộp số cho anh Quang ở trong Cà Mau đã xong nhá anh em nhá. Chúc cho ông anh mua con số của em về dùng thật bền, dùng thật tốt nhá. Và nếu mà anh em nào có nhu cầu mua số hay mua bất kỳ cái đồ vật gì ấy thì anh em cứ chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo cho em. Số cầu nhỏ tất cả các loại. Nếu mà cái video của anh em xem được ấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà mọi người đang tìm kiếm ấy thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người, vào cái phần mềm YouTube này, TikTok, Google này, tìm kiếm là động cơ ô tô ông Thịnh nha. Và trong đó sẽ ra đầy đủ 4 cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các loại xe ben, xe thùng, xe đầu kéo, các loại máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá nha, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to nha. Từ tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người luôn. Và đặc biệt nữa là nếu mà máy móc của anh em ấy, đồ đạc của anh em nó hỏng hóc chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay máy ấy, thì anh em chưa cần phải thay máy thì anh em cần mua đồ vật gì để mua về thì thay thế, vì vào cái con máy của mình nó hỏng ấy thì anh em cứ chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vật gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Không ngờ là cái nhu cầu của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta bảo là ở đây cơ sở người ta không có đồ hoặc là cái cơ sở đồ mới ấy, đồ mới người ta không đủ đồ, hoặc là có những anh em thợ lâu năm mình người ta chỉ thích những cái đồ, người ta chỉ thích những cái đồ đi theo máy thôi, đồ đi theo máy với của nhà máy nó ra ấy, thì cái chất thép của nó rất là tốt, nó không như đồ mới. Đồ mới là cái đồ sản xuất loại 2, loại 3, cái chất thép của nó không sắt pha gang ấy. Vì thế mà cái chất thép của nó không bền bằng những cái đồ đi đồ cũ đi theo máy đâu. Mà trong năm tháng qua những cái mình khi mà em bán máy ấy, em cù các máy thì những cái gì mà sử dụng được thì mình giữ lại, thì còn những cái gì không dùng được là mình bán hết sắt vụn. Vì thế mà những cái đồ đạc ở máy móc hay bất kỳ cầu cống hay gì là bên cơ sở em đều có đầy đủ hết nhá. Thì
Và nếu mà anh em có mua hàng trên mạng ấy, thì mọi người phải tìm hiểu thật kỹ, xem cái người mình đặt tiền mua hàng, xem người ta có cơ sở đàng hoàng hay không, và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá anh em nhá. Để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em đã từng cửa chuyển cọc cho cái người người ta làm ăn không uy tín, rồi mất tiền cọc, hoặc là người ta quay phim một con máy rất là đẹp, gửi video rất là đẹp, rồi chuyển vào là một con máy không đúng, không vào đến nơi không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào thì ôm phải con máy rất là xấu, dở không dùng được, gửi ra giả cho người ta thì người ta hẹn 3 ngày 5 ngày giả lại tiền, nhưng đến 3 tháng 5 tháng người ta không giả lại tiền, thế là điện người ta không nghe. Bây giờ gặp khách hàng gặp những trường hợp như thế thì thực sự là anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng. Vì thế mà ở video nào cũng nhắc nhở anh em là phải tìm hiểu thật kỹ trước khi mình đặt tiền mua hàng của ai anh em ạ, để không mình không bị rơi vào những trường hợp như thế. Nói thật là anh em khách hàng rơi vào những trường hợp như thế nhiều thì chắc chắn là anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng, thì em cũng bị ảnh hưởng. Em là người bán hàng trên mạng rất là nhiều và mình có cơ sở đàng hoàng và làm ăn cũng rất là uy tín, mà bây giờ là vì một số thành phần mà mình bị ảnh hưởng thì rất là buồn. Vì thế mà ở video nào cũng nhắc nhở anh em phải lưu ý và cẩn thận nha. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Quang ở trong Cà Mau nhá. Chúc cho anh mua số của em về dùng thật bền, dùng thật tốt. Và cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video mà em ra nhá. Chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.